còn thương nó đẹp. Em sắp ủa lộn, xin lỗi, em là Panasonic thử mùa dược phẩm bồ ẩm y ông quá trời, còn tương đối đẹp ha. Con này là con thiếu đồ nha quý khách, con này dạng giống như em bán là bán sát nha. Em quá ở Quyền Vĩnh Thạnh gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Ngoại hình đẹp ha, máy móc là nguyên zin, dàn điện đồ còn ok hết, lọc khử mùi đồ. Giờ nó có ba cái khuyết điểm ha. Một là thiếu cái nắp này, hai là thiếu cái phổi, cái miếng phổi nước á, ba là cái miếng lọc ha. Còn sợi dây nguồn á thì không thành vấn đề, có thể là nói là được ha. Dây nguồn thì bị cắt sát quá, em nói đỡ em xài ha. Chức năng thì là full chức năng. Đây, chạy tốt bình thường nè ha. Đó. Cam kết là không có sửa chữa gì trong đây hết trơn ha. Cái con này em bán sát thì cái dàn áo là 250, cái dàn điện 250, cái motor là 200 ha, em bán lẻ là phải hơi cao. Còn quý khách nào mua nguyên con này thì em bán giá 500.000. Rồi nó sẽ tốt hay quá hết. Ô tô ẩm nè, khử mùi rồi nè. Đầy đủ. Đều được hết ha, không lỡ gì hết. Rồi. Rồi xin tùy ha, để em rút dây điện ra đi. Rút dây điện ra rồi em con này thì tại vì nó hư rồi, nó thiếu đồ nên em không có lau chùi ha. Mấy cái vết này là em lau chùi sạch hết ha. Đây nó thiếu cái nắp bình này hiện vẫn còn ha. Dàn phao, dàn nổ rồi là dàn lọc cũng đòn đầy đủ ha. Nó thiếu cái này ha. Như nãy em đã nói thiếu cái bộ ẩm nè. Rồi ok ha, cái này là cái lọc đây nè. Rồi quý khách cô chú anh chị em là thật sự có nhu cầu mua dùng xài biếu tặng liên hệ em, hay sửa chữa lấy đồ liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách của chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em ha. Em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.